Ủa bạn này mới lên hả? Đây là cái nghĩa trang thi tôn mới nha bà con. Lễ thanh minh là thành thế bà con ra nghĩa trang đông, ta cúng á. Ở trên này nè, chỗ mấy cái chùm cây ở phía sau á, trên đó cũng có nghĩa trang, có mã mồ mã trên đó, cũng có mấy cái mã xưa mấy trăm năm ở trên đó nè. Cái lễ thanh minh này là bà con ở Tây Tôn tập trung ra đây đông, ta ra ta cúng, ta cúng mộ mã tổ tiên ra đó. Lên đây để quay cái cảnh toàn cảnh ở trên này, nhìn xuống cái nghĩa trang này. Ở xa xa dưới kia là cánh đồng lúa, chỗ này ta cắt chưa, ở bên thấy lúa chín mà biết ta cắt chưa, ở chỗ này cắt xong rồi, thấy đèn đèn đó là ta đốt đồng xong rồi đó. Ở cái chậu mã này thì người ta cúng heo sống. Đó, người ta cúng 3-4 con nè. Anh vô đây là kẹt ở vòng này. Cái này là cái mã từ châu á. Ở phía sau á là cái chùa. Ở phía sau đó là mấy cái chợ đây là văn hóa Khmer. Cái chùa ở bên kia là chùa Tà Bạ. Ở đây thì ở huyện Tri Tôn mà không có người Chăm, có người Khmer, người Kinh với người Hoa, mà người Hoa cũng đông lắm. Người Hoa dân ở chợ toàn là người Hoa không, họ Giang, họ cái gì họ Quách, nói họ đó là họ người Hoa luôn. Đâu mình vậy? Giờ chỗ này không có chỗ quẹo lại, nó phải chạy lên tuốt trên luôn.
khái là vậy thôi. Ở đâu mà có người Hoa là người ta hay có cái nghĩa trang đó. Cái nghĩa trang ở dưới Bạc Liêu, cái nghĩa trang nó cũng lớn đó. Chắc lễ thanh minh thì chắc ở đó cũng đông vui lắm. Không có từng có dịp để đi nhằm cái lễ thanh minh, đi xem ở nghĩa trang Tiều Châu ở Bạc Liêu như thế nào. Chỉ có lẩn quẩn ở cái nghĩa trang này. Ở ngoài Châu Đốc, ở chùa Bà Núi Sam cũng có cái nghĩa trang ngoài đó. Ngoài đó chắc tới lễ thanh minh chắc cũng đông. Nói chung là cái lễ thanh minh tôi chỉ thường hay quay ở nghĩa trang Ti Tôn nhiều hơn. Chứ có nhiều cái nghĩa trang khác cũng lớn lắm. Nghĩa trang ở ngoài Núi Sam cũng lớn nè. Mà đặc biệt cái nghĩa trang Tiều Châu ở Bạc Liêu, cái nghĩa trang đó chắc thanh minh rất là đông. Bà con người Khmer người ta cũng có người ta cũng cúng lễ thanh minh. Tại vì người ta là thuộc diện con lai á, con lai người Hoa đó, thì người ta cũng ăn lễ thanh minh, người ta cũng cúng. Còn tôi thì gia đình tôi thì không có Khmer, chỉ sanh ở Khmer rồi mình chôn cha mẹ chôn cất ở trong chùa người Khmer thôi. Cái này là chùa Sò Tón, sẵn đi ngang đây quay cái cảnh chùa Sò Tón coi ví dụ coi có ai người ta cúng kiến gì không, sao cái chùa này không thấy ra. Chùa này thì không thấy. Cái chùa Sở Toán này là cũng là cái chùa thuộc dạng xưa nhất của huyện Ti Tôn. Cũng có người ta cúng, người ta dán giấy nè. Dán giấy ra đỏ nghĩa là người ta cúng. Nhưng mà có lẽ người ta cúng người ta về. Ta cúng xong người ta về cũng chừng. Là chùa Sò Tón ngay trung tâm Ti Tôn luôn. Có nhiều gia đình người ta chôn cất ở trên đất nhà thì người ta cúng ở tại mã ở trong đất nhà luôn. Còn ai chôn cất ở nghĩa trang thì ra nghĩa trang cúng. Còn ai cất chôn cất ở chùa thì người ta ra chùa người ta cúng. Nói chung thì mã ở đâu là đi cúng ở đó.
nếu mà chôn cất ở nghĩa trang thì ra đó nó cúng chung nhau đông người nó vui. Năm ngoái hình như là dịch Covid là vắng người lắm. Không biết năm ngoái có quay không. Bây giờ thì dịch Covid nó vẫn còn nhưng mà ai nấy người ta cũng chích ngừa xong rồi, người ta cũng lơ là, người ta cũng không có sợ như hồi lúc đầu. Mà lúc đầu thì nào là truyền thông TV này nọ nó hù dọa sùm rồi, thành thử ra bà con cũng hoang mang. Có mười mấy ngàn người bị ở Sài Gòn mà nó làm luật lệ gì cấm kỵ gì đủ thứ chuyện đó, làm bà con cũng hoang mang. Còn bây giờ lên cả trăm ngàn ca một ngày thấy cũng im re à. Coi cũng như bình thường chứ đâu có gì đâu à. Nhưng mà dịch thì vẫn còn. Có điều cái chủng Omicron hình như là nó yếu, nó nhẹ hơn hay sao. Nó không có giật như cái chủng Delta. Bây giờ bà con người ta cũng kêu bằng cái gì hết sợ rồi. Thôi về. Giờ qua cầu cây me rồi giờ về. Từ Tri Tôn qua lại Châu Lăng rồi. Ủa bạn này mới lên hả? Cổng chùa hả cái gì? Dạ. Vậy là ngoại thấy ngoại chạy ngoại quẹo. Ngoại sao là cái ngoại rồi không chạy vô luôn. Tại sao con chưa trốn? Hả? Chở thấy cổng nhà ở đây nè, nó đâu có biết chùa đâu. Không kêu chú chở theo ngoại á. Không nghe nói nó lên cũng có nó giữ nhà luôn. Hay gì ta? Ta giỏi gì con muốn gì vậy? Vậy là nó ở nhà nó giữ nhà đó hả? Ừ.